rút vào hành đá luôn. Hôm nay nhà chị Loan rất là vui không quý vị nha, đám giỗ của ba chị Loan có mở Úc rồi bà con tới nè. Nhà cửa sắm sửa rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị. Mừng lắm. Đây gạch bông là chuẩn bị lát nè quý vị nha. Quả đứa nhỏ cháu nè. Ở nhà cửa chị Loan đẹp đó mở Úc ha, tivi tủ lạnh rồi thì quá trời luôn. Mừng lắm rồi, ở thấy mà không có lại được. Dạ. Sẵn bữa nay cúng bà nó lại rồi thăm luôn. Bữa nào mở Úc tới là đẹp nữa, lát gạch bông xong rồi mới đẹp nữa. Đúng rồi, sạch sẽ rồi. Trời ơi, mặc đồ giống người Chăm vậy. Hay người Chăm mà mặc đồ giống người Chăm. Ủa cái chân váy mua nào vậy, sao mặc đồ giống người Chăm vậy chạy? Hả? Mới thì kiếm cái chân váy nào đừng quay. Mới đi kiếm cái chân quấy đâu đừng quầy nữa nè. Trời ơi sợ luôn á. Ăn nhiều quá phải hốp vô chứ ăn nhiều quá không có đẹp à. Ăn nhiều quá không có đẹp à. Mới đi kiếm cái chân. Bữa nay sao mặc đồ độc lạ Bình Dương quá vậy? Hả? Mới đang đi kiếm cái váy mặc vô à. Mới đang kiếm cái váy mặc vô. Giờ quầy gì nữa anh Đình? Thế đang thì kiếm cái chị đó. Chị tự đánh giá bộ đồ này đẹp hay sao? Hả? Xấu chứ đẹp gì. Không thích hợp gì. Đây cái màu gạch này là lót gạch nhà chị thích không? Cái màu trắng này sạch sẽ nè. Thích. Đó quý vị nha, được sự ủng hộ của chị Mạnh Thường Quân ở Tây Úc ủng hộ đó. Lát gạch cho bà đó. Là 9 triệu đó, bữa 10 triệu mà không bớt còn 9 triệu đó. Hả? Mạnh Thường Quân á là người ta giúp đỡ chị là ví dụ mua tivi, tủ lạnh, sơn nhà, sửa nhà, lát gạch bông đó là người ta hỏi em là bao nhiêu tiền người ta chuyển về để làm chứ người ta không có cho tiền mặt chị, chị hiểu không? Chứ không vậy... phải là người ta cho tiền mặt chị mà em đi làm nhà nha. Tiền nào ra tiền đó. Vậy là cảm ơn mà. Thì đó. Nhưng mà lát gạch bông cho nó sạch sẽ chị thích không? Thích. Rồi bây giờ em nói luôn nè, làm răng nè, lát gạch bông xong rồi đi nhổ răng đi chứ chị hẹn hoài em không có thích. Vậy còn không là em hỉ kèo luôn, em mới tạm ứng có 1 triệu rồi hỉ cũng được. Thứ hai nhỏ mà thứ hai là chị hẹn em 2 tuần rồi đó. Không có hẹn nữa. Nó lót gạch làm nhà xong là 2 ngày sau, 1 ngày sau hay 2 ngày sau đi nhổ liền. Chứ chị để lau răng nó không có được theo lịch của bác sĩ mà sao mà chị để lau là nó hư á. Để lau không được hả? Ừ. Okay. Đúng lịch hai em răng nó xem nhau rồi nó khô nú xong rồi người ta sẽ đo ni và người ta làm răng cho chị. Nhổ 4 cái nữa là khỏe rồi, xong rồi gắn răng vô thôi. Hiểu không? Hiểu. Mình chịu đau có mấy ngày nữa chứ còn có 4 cái nữa nhổ đi chứ hẹn hoài. Hẹn hoài nữa là thứ hai nhổ. Quá tiền lại cho ráng chịu đó. Thứ hai nhổ bữa nay thứ bảy hả? Chủ nhật thứ hai. Thứ ba thứ tư gì đó nhổ. Thứ ba thứ tư. Lát gạch xong là thứ ba thứ tư nhổ hả? Ừ. Không có hẹn nữa nghe chưa? Mặc cái chân bé nó cười quá. Trời ơi má ơi. Mặc cái chân bé nhìn nó cao luôn á trời. chứ trời đời này dư quay thứ quay chứ đó, quý vị làm răng là chị Mạnh Thường Quân ở Tây Úc nè. Cái Mạnh Thường Quân ở Đài Loan là giúp lỡ làm răng. Mà bữa giờ bạn nhổ răng 15 ngày rồi 2 tuần. Thứ bảy tuần trước nữa. Hôm nay thứ bảy là 2 tuần rồi đó. Là 14 ngày rồi đó. Rồi bà hẹn hoài bà không đi nhổ bà nó đau mà 14 ngày là đỡ đau rồi. Bây giờ là thứ hai người ta lát gạch xong rồi, thứ ba hay thứ tư là chị đi nhổ được rồi. Lát gạch xong xuôi hết rồi không có hẹn nữa, răng mà hẹn là hư răng đó. Nghe chưa? Còn không làm thì nói Mạnh Thường Quân lấy tiền lại cho người khác. Làm chứ sao không làm? Chứ sao hẹn hoài vậy? Cảm bực mình lắm rồi đó. Thế làm chứ sao không làm? Trời ơi mặc đồ quấy. Ê chị Loan mặc đồ đây là rất là cao luôn nha. Ủa sao đồ đây giống đồ của người Chăm vậy? Nguyên bộ lận mà đều lấy lần nhà cái áo quăng giờ mới mặc như vậy nè. Đẹp mà sao bụng quá trời bụng vậy? Sao cái bụng quá trời ăn bụng quá với mặc đồ này phải hớp cái bụng vô vậy nè. Hớp cái bụng hớp, đâu, hớp bụng ra à? Cái bụng vô vậy à, hớp vô vậy mới đẹp. Sợ luôn á. Ôi cái bụng nhiều quá, hoặc cái bụng nhiều quá. Bữa nay còn mang không bán cho em ít một đi. Mang đâu còn, sắn tùm lum hết rồi, sắn sắn lạng hết rồi, còn trời, mang đâu còn. Trời, cái váy đẹp quá trời luôn ở trong váy nè.
chút cho coi kìa. Đúng rồi, chút nữa em chụp hình cho coi, đẹp lắm. Hớp chụp vài cái đi. Rồi, tạm dán đây chụp hình cho. Nhìn nè, cười đang ra. Không cười hả? Cười chi, cười mê súng. Cười nè, mít ren cổ chê, ngay ngửa. Ngay ngửa, dày. Dày, xấu, chết luôn chứ đẹp gì. Trời ơi, thằng Tiên Tiên Tây đẹp dữ trời. Xấu chứ đẹp gì. Mặc đồ phải ấy chứ. Mặc đồ phải ấy chứ. Đâu có đầu sắn hết rồi không thấy hả? Đâu sắn cho ai mà hết rồi? Đâu có cho ai đâu, hiển lên cao rồi sắn bỏ chứ. Sắn bỏ hả? Cao sắn bỏ. Bán em đi bán giùm cho. Trời ơi, có đâu bán. Có đâu mà bán. Không có bán. Quý vị, đây là màu trắng gạch bông, lát nền gạch cho nhà chị Loan quý vị nha. Quý vị, nhà chị Loan bắt đầu đem gạch vô, bắt đầu chuẩn bị lát nha quý vị nha. Được sự ủng hộ của một chị Mạnh Thường Quân ở Tây Úc nè. Lát gạch cho chị Loan luôn. Tiền lát gạch bữa anh nói tầm khoảng 10 triệu nhưng mà em điêu giá còn có 9 triệu là lát trong nhà cho chị Loan hết đó quý vị nha. Đây, hôm nay mua đồ cho chị Loan rồi, mua bông cho chị Loan cắm cho bàn thờ nó ấm cúng nè. Biết cắm không vậy? Biết. Ấy là vậy cho nó gọn. Đừng có cắt ngắn quá, dài xuống xíu nữa. Rồi, à, được rồi đó. À, nữa. À, xuống nữa hả? Ừ. Xuống đây hả? Ừ. Trời ơi, cắt bông mà giống chặt rau vậy trời. Hả? Để xuống chứ, cắt ra không vậy? Ra. Ra với rau hồng. Ông đem gạch nào vậy? Hồi sáng. Nắm giùm coi. Sao nắm? Tôi quay sao nắm? Hay nắm vậy trên đất chứ à? Nắm vậy trên đất chứ à? Bà hành quá à. Trời ơi, ngang đứa cắm mầm kỳ vậy. Nắm vậy trên dưới đi. Xong bỏ vô. Ừ. Vậy hả? Cái gì cũng chỉ hết trơn vậy trời. Chứ tôi không có biết từ nào, tôi không biết kiểu này hết trơn. Bữa giờ nhổ răng nửa tháng rồi mà không đi nhổ nữa. Hẹn hoài nha. Thứ hai là khỏi nhổ luôn á. Thứ hai tuần sau chứ. Cứ mỗi lần hẹn cứ hai tuần sau, thứ hai tuần sau, giờ ba tuần rồi đó. Ồ, mình bông đẹp dữ trời. Ai mua vậy? Trẩm mua. Rồi cắm bông không bỏ nước vậy cho nó chết hay gì vậy? Có, có nước trọng á. Có không? Có. Đó, bình bông này đẹp không? Cái đó là biết gì không? Cái gì? Mở xuống đây nè, cái đó chè bồn cầu, đó nước chè bồn cầu nè. Trời ơi, cái gì đổ khứ tùm lum hết rồi. Cái gì đổ khứ tùm lum hết trong. Không thích đúng không? Không thích đem về tôi xài. Hả? Phải mua nhiều nó tùm lum hết trơn à? À, thích chứ sao không thích. Thích hả? À. Ủa, ai mua gì bún quá trời đồ thật ăn. Sớm mơ tôi mua đồ ăn về ai đó. Nè, cái chai đó là chai viêm á, chai để rửa bồn cầu, chè toilet. Sạch vô bồn cầu. Sạch vô bồn cầu xíu rồi lấy cái cây ra chè nè. Cái này là hạt giống. Lấy cây ra chè bồn cầu cho sạch sẽ nè, hiểu không? Cái này đem để trong bồn cầu hả? Đúng rồi, để trong bồn cầu đó. Cái gì nhiều đồ. Mua thêm một cái tấm thảm đó nữa. Đem cái cũ bỏ vô chỗ trước bồn cầu đây, còn cái mới để trong nhà này. Cái mới để đây hả? Ừ. Cái cũ để đâu? Thì để trước cửa toilet đó cho đi ra dặm chân nó đỡ ướt. Đó, hôm nay em ghé mua đồ của các Mạnh Thường Quân còn dư tiền đó quý vị. Chị Mạnh Thường Quân ở Tây Úc nè. Đây phải không? Chị Mạnh Thường Quân Đài Loan chú $5. Đúng rồi đó. Đi ra cái chân vậy đó. Bữa giờ có xả bông cầu không? Hồi bữa đó giờ thì biết nhắn con cầu nghe rồi nè. Sao không mua giấy vệ sinh đi, vệ sinh dùng giấy đó lâu. Giấy trong ấy hai ba còn nữa. Biết mở không vậy? Này mở sao có biết mở cái thì chết liền. Người rừng quá vậy. Cầm này cho trạm mở nha. Đó. Trời ơi. Đó, đổ xuống miếng là... nước. Đổ vô giày hả? Đổ ít, hết miếng thôi. Thầy có miếng rồi đó. Nhiều đó, nhiều rồi đổ xíu à, xong dặn lại, lấy cái đó chà xuống. Trời, cái gì tôi không chỉ hết trơn vậy trời. Mở cái chà. Chứ tôi không biết mà. Mình lớn rồi mà gì không biết. Nhắc chưa. Hả? Lấy cái đấy chà. Chà nhà thùng. Mở ra.
Trời ơi, giống người ở mới hành tinh về trời. Chứ tôi không có biết cái dài với cái vụ này mà. Xả mà chưa chè sao mà tự xả nước vậy nó còn cái gì nữa. Dây chà hả? Chà vô hả? Ừ. Chà cái tay rồi chà bốn bên vỡ cái lên. Vỡ cái tấm kia lên nữa. À, vỡ tấm nào? Ở dưới đó. Có thấy cái gì đâu này à, hả? Ừ. À như vậy hả? À, chà trên nữa hả? Ừ, chà trên đây này dưới. Trời ơi. Lạy luôn á, cái gì tôi không chỉ hết trơn vậy. Trời ơi, cái gì chà như vậy nữa hả? Chè cái tay vậy mình sao mà nói được. Thôi khỏi đi, quán mệt mỏi đi ra đi. Hả? Mình quá đi ra xong rồi đó. À, vậy là xong rồi hả? Sao xúc này nữa? Cầm mà chè cái tay không mạnh mẽ, cầm rờ rờ chứ sao mà nó sạch được. Bóp mạnh vô. Bóp sao? Tôi có biết bóp cái này chứ tôi chết liền. Cái gì cũng không biết, thôi khỏi đi, không biết hết đây. Mệt quá. Ờ à, cứng rồi nè. Dằn cứng rồi nè. Ê, chà vậy là xong rồi phải không? À, rồi dội nước hả? Nó có nổi bọt chưa? À, nổi bọt rồi nè. Ừ. Nổi bọt rồi mới nhận cái này hả? Ừ. Còn sạch nữa thì múc thêm nước bên ngoài tứ bốn bên. Rồi hết rồi, từ mới làm nữa chứ. Từ mới dặn nữa chứ. Không biết cái gì hết. Chứ tôi từ nào tôi cũng xài cái này đâu mà chưa. Rồi chúng ở trên trời rơi xuống rồi trời. Cây cục vậy. Đây đó. Thôi được rồi đó, đi ra đi. Chưa, từ từ. Xả nước, tốn nước quá. Tốn nước thì chú kéo chứ. Phải đổ hết cái này chứ. Trời ơi, dạo này sạch sẽ dữ trời. Chứ làm phải đổ hết chứ. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này vào đó đi. Để từ từ cao rác. Đồ áo sao không để gọn gàng lại, cái gì cũng để đến giường hết trơn, mịt đồ. Ủa chị Lon coi này coi gì chị Lon? Hả? Coi thử cái mấy cái nồi này chắc đẹp à. Mấy cái nồi này chắc đẹp à. Đẹp. Hả? Thở dán đây nè, chụp hình cho đẹp nè. Rồi mặc đồ đó đi. Hóp bụng lại mới chụp hình được nha. À, đẹp. Hóp bụng lại nè. Đeo buông miệng nữa mới đẹp nữa, trời không lấy buông miệng trời. Hóp bụng rồi nè, thấy chưa? Lấy buông miệng nè. Đừng có bụng quá. Bụng quá chị không đẹp. Lấy buông miệng nè. Đeo cho nó đẹp nè. À, bụng quá không có đẹp. Hóp bụng lại. Đi tập thể dục đi, bụng quá trời bụng vậy. Ăn uống mà bài mẹ nãy giờ đeo bụng quá vậy nha. À, có ăn gì đâu rồi ăn. Ăn thì mở đồ tủ lạnh lâu rồi để nó hư cái gì. Ấy gương miệng vô. Cái gương miệng rồi lấy cái tay thỏ nữa đeo lên nữa nó mới đẹp luôn đó trời. À, thôi cái gương miệng thôi. Thì thỏ cái gì nữa. Gương miệng thôi. À, đồng chưa? Được rồi, mà sao nó còn rộng ta? Thì à, gài vô trong lỗ tai nha nè. Quý vị hôm nay chị Long mặc đồ rất là đẹp nha quý vị nha. Đó, gài vô trong lỗ tai. Đồng chưa? Được rồi. Đồng rồi hả? Đây nè quý vị, nhà cửa chị Long rất là rộng luôn nè. À, thì tạo dáng vậy á, à, dịnh cái tạo dáng vậy đó, à. Nói vậy á, à, chụp nghiêng. Đây, chân váy đó chắc lâu lắm rồi hay sao vậy, thấy nó cũ quá vậy. Nhìn à, em nè. À, lâu rồi. Nhìn cẩm nè thằng thiếp ơi. Hả? Đây. Đẹp đó trời, đến tạo dáng chụp hình cho, chụp hình tí nữa em gửi qua điện thoại cho. Rồi. Ừ. Hát bài tặng khán giả coi. À, hát bài tặng khán giả với hát bài nào? Em nói rồi á, chị Lon này nhổ được 4 cái răng nè quý vị nha. Bác sĩ biểu nhổ mà bữa giờ nửa tháng là bà không đi nhổ. À, tặng khán giả bài qua à, vàng bữa nha. Bữa nào làm lát gạch bông xong rồi đi nhổ liền cho em đó. Em nói rồi đó, còn không là hỉ kèo đó. À, thì lát cái xong rồi cái đầu thứ tư, thứ ba đi hả? Ừ. À. Lát gạch bông xong rồi thứ ba thứ tư đi chở biểu ai chở đi con rể bà chị thôi chở đi. Đi xe đạp cũng được hôm nay em lên chở mà bà nói để lát gạch bông nhà xong rồi mới đi à, biết sao không? À, đi xe đạp cũng được nữa đi xe đạp 10 cây số mà sao mà đi xe đạp à, cũng được vậy để em nói con rể chị chở chị đi thôi thôi à, gì? Nó muốn làm gì nó làm chứ quý vị ơi hôm nay chị lo mặc đồ này rất là cao nha không hiểu luôn á cao lắm đẹp. Tí nữa em đưa hình cho coi. À, trời ơi, đẹp đẹp.
Hát bài đi đá banh quần xanh áo đỏ ai? Đi đá banh quần xanh áo đỏ cục lắm. Kệ nó. Hát qua vàng đi. Ừ. Nha, qua vàng nha. Qua vàng đang nở nụ cười, nhìn anh bồ đòi đắng. Biên cương lá rơi thù hà em ơi, tình đau bạn bè như cơn chiến tranh. Mấy nước vùng cơn lửa bên, hết kệ chuyện chung tình, góc tháng riêng em một mình. Trời ơi bao xa cơ giữa chiến trường to tiếng, nên gió đông xa đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Bạn tình chống ơi ngoài công mòn mỏi đợi chờ, hãy gọi tên em trong giờ ly biệt canh nhạn bay về. Côi nẻo trời gió nhớ cánh bia tử đèn trong ngắm ánh trăng tà. Nàng có nhớ đến năm này có một người yêu đã vừa say trong giữa dòng cát trắng. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, tình đau bạn bè như cơn chiến tranh. Mấy nước buồn cơn lửa bên, hết kề chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Cảm ơn khán giả nhiều. Rồi hay giữa trời, đẹp gái quá trời luôn à. Ừ. Ra đây cho nó mát nè, đứng trong nắng chi vậy không biết nữa. Sao chị đi mà mũi nó không cắn, mà bữa ở ngoài đây mũi nó cắn em sưng tay. Có biết đâu. Chả làm thịt em thơm mà. Mũi cắn sưng tay có biết đâu. Qua bên đây mát nè chị Loan. Mì nó có trái chưa vậy? Có trái lớn chưa, ăn được không? Gần ăn được à. Cụ cũng còn nhỏ chưa có bự. Ủa, luôn. Ai làm cỏ vậy? Chị làm chứ ai làm đâu. Đấy, bà rảnh bà làm cỏ nè. Chị làm đi, cỏ. Hay là má lớp về nướng thịt bò ăn coi. Nó giỡn. Hái đi, hái cái bự đó. Em sợ chị bỏ mấy xác chết em cũng dám ăn. Xác chết rồi bỏ. Bữa chị chết rồi cũng bỏ. Xác chết heo đó, mà gà đó. Lâu lâu có con bào đem dục đằng đó chứ đâu có đây. Nhổ cỏ nè. Đó có lấy con... nhổ cỏ đi. Thấy có thấy thấy có con gà đó không? Con gà đứng đó. Gà ở đâu? Gà nhà. Sao bữa chị nó chết hết rồi? Là biết còn sót con đó. Đứng đó. Chị biết sao gà chị nuôi mà gà chết không? Ha sao? Khán giả nói là chị nuôi mà chị không cho uống nước nó chết, phải không? Thì cho uống nước mà sao chết rồi biết giờ chị còn không cho uống nước chết là chị gọi là sát sanh đó nha. Sao nuôi gà trời chứ sao chờ giờ còn có con gà mới đẻ đó. Gà mới đẻ đứng, thấy gà mới đẻ đứng. Quá trời người nhà chị vô kia hả? Hả? Đó, ai vô kìa? Cô Năm ba chị vô hả? Không biết nữa. Út. Út hả? Út gái. Gái nặng. Rồi, bà con sao với chị? Kêu bằng mợ. Mợ hả? Là em của ba hả? Kêu bằng mợ, ổng kêu bằng cậu, kêu bằng mợ. Còn kêu em bằng gì? Hả? Kêu bằng cậu em hay cậu lớn gì không biết. Chứ kêu bằng gì? Kêu bằng cậu em hay cậu lớn gì không biết, ai biết. Vậy được rồi, mình định rồi. Đẹp cái quá trời luôn à. Vậy được rồi, vô thay đồ rồi chứ mặc. Đồ nó đẹp không cũng... có thay nữa. Thay đồ rồi chứ mặc vậy kỳ cục quá à. Không, đồ nó đẹp đó. Đang đi quay. Mặc vậy kỳ cục quá, mình định. Dạ. Dạ. Là cô đó vô ăn nấm cúng. Đây, đi vô chơi với anh Kiểm cho nó ông á. Vậy hả? À. Sao chị cũng vô chơi đi. Ăn rồi mà nó đưa vô chơi. Sao chị bỏ tủ lạnh đi cho hết đồ ăn mà để hư sao? Để đồ ăn đó đâu phải để tủ lạnh đâu. Để tủ lạnh cứ ngắt à. Còn nhậu với thứ tư đi nhậu. Đó là mở út của chị Loan hả? Mở út thấy chị Loan nhà cửa này đẹp đẽ không chị mở út? Quá đẹp luôn hả? Có tivi, tủ lạnh to tét rồi làm luôn rồi đó. Nhà bếp luôn. Bữa là bồn nước rồi luôn mà. Bữa coi trên bộ tóc là thấy cho mấy đồ gỗ này nhà đẹp đẽ hết trơn à. Mừng quá trời. Nó để lại mà không có lại được. Đâu có chạy. Dạ. Đây nè, gặp bông làm nè. Mới làm bông đẹp không? Màu trắng luôn đó. Làm được cái ngon. Đây bồn nước cũng lắp luôn đó. Hệ thống nước. Hệ thống nước lắp toilet nhà bếp luôn. Hồi xưa bà phải đem vô mới múc ra. Đó là chị Loan giờ sướng lắm mà đó. Sướng mà không biết giữ mạnh quân dặn đó chịu. Ủa. Nhổ răng mà cứ hẹn hoài. Ta giúp được thì cứ ráng làm. Thấy con mở út dạ này thấy chị Loan trắng không đúng không? Ít xuống ngày đè trắng rồi đó. Tối ngày ở nhà không? Tết làm răng xong rồi dặn đi lại nhùm tóc rồi đi uống tóc rồi ăn Tết là đẹp ha mở út.
Vậy là Mữu cũng có coi chị Loan trên mạng mà. Có chứ. Coi thấy mà tụi nó để lại coi. Đây mua giường, mua chiếu, mua đệm luôn nè, mua vàng luôn, đâu thiếu gì đâu. Bởi vậy. Ăn không bằng ông bà phù hộ. Có phước á, có người giúp đỡ được là mừng. Có phước lắm mới được Mạnh Thường Quân giúp đỡ chứ đâu phải ai cũng giúp đỡ đâu. Lột loa phòng này mát luôn đó Mữu. Chứ hồi xưa nó nóng lắm. Có rèm, có đồ rèm nè. Đẹp cỡ nào, đẹp cỡ nào luôn, cửa nào cũng sạch sẽ nè, cửa cũng luôn. làm cửa chịu máy mà cửa kính luôn đó. Nói chung là lát cái bông xong nữa là nhà chị Loan hoàn thiện luôn rồi đó. Nhà bỏ cái gạch này không? Dạ bỏ gạch này chắc đập đây rồi xem mình mang lên. Chắc không có đập rồi, chắc không để như vậy. Đập chứ đập. Không đập sao nó dính rồi, không đập cạy lên luôn à. Cải lên hết đó. Nếu mà không cải được thì đem lên làm cái xanh. Không cải lâu lắm, chắc nó đập à. Còn hả, nó đập thì đổ xi măng thêm nữa, cái lót lên lên. Đúng rồi, ừ. Nó phải đập đổ xi măng lót lên nó mới có sự kết dính. Đúng rồi, bây giờ đã trơn không dính. Phải cải lên từng miếng từng miếng ha. Đây nè, mở út vô nhà coi nè, mở út trong toilet đẹp lắm. Nếu cải thì đây là mợ của chị hả chị Loan? Là em của ba chị Loan hả con? Đó. Mà mới mua cái xào. Vợ của cậu Út. À vợ của cậu Út, cậu Út còn sống không? Còn chút cũng lại kìa. Vậy hả? Đây bồn cầu lắp rồi, hệ thống nước cho bả luôn nè. Ừ, sạch sẽ rồi. Hồi giờ xưa nó thấy dơ lắm. Đó, làm nước giờ bả vô bả xả đây cũng làm. Vô bả nằm đây cũng làm nước cũng luôn làm luôn nè. Là bếp ga bình ga lớn rồi con cũng mua sắm luôn nè. À, tủ bếp luôn nè. Nói chung là nhà chị Loan giờ sướng đủ này. Vậy là mừng quý lắm rồi. Dạ. Mạnh Thường Quân giúp đỡ như là cảm ơn nhiều. Dạ. Vậy cho cháu nó khoa nó. Mà bạn cũng đâu đi làm gì được đâu đúng không? Mà khờ quá đúng hả rồi, con? Đúng rồi. Mà cũng khôn lắm nha, nói chuyện khôn lắm, hiền. Thì hồi xưa hồi đẻ ra thì đâu có khờ, nhưng mà đâu có bị bệnh rồi bắt đầu lớn lên rồi bắt đầu mới bệnh. Đó còn cái đầu công điện chưa nói là xài luôn á. Ừ. Mua mới còn lắm hai cái xào ở ngoài xào trong rồi. Nó lắm, nó giữ kỹ. Bộ út đó chị Loan tiết kiệm không dám xài. Không dám xài. Người ta cho thì cứ xài đi. Ừ, cho xài để mày sợ tốn. Đó, con cháu bên đây tới ăn đám giỗ kìa chị Loan. Đó, tủ lạnh rồi được đó mà Út. Tivi 40 inch luôn. Mở tivi lên mở Út coi kìa. Ừ, đồ ăn đầy. Đồ ăn nhiều lắm. Đó, thịt heo luôn. Ừ, thịt heo đồ quá à. Cháu hả? Cháu nội của Út hả? Đó, tivi mở lên cho mở Út coi đẹp không? Điện thoại nữa, mới mua điện thoại luôn, con mua luôn. Chúng $5 tài trợ điện thoại, quần áo mà Quân cho nó mặc cũng hết luôn. Ừ. Nay bên đây con quay thét cũng khôn rồi. Không như lúc ở nghề đẻ. Thôi về nhà. Ờ quý vị nha. Đã không? Hết buồn rồi. Hết buồn rồi. Buồn nằm bắt hình coi rồi. Là tivi bạn còn coi YouTube đâu được luôn mà, điện thoại nè. Đó mua điện thoại bạn luôn, chị Loan xuống quá. Mới nhỏ nhỏ coi. Mà Út hả? Đã mà Út ha? Đã quá rồi, ai đem được vậy đâu. Bữa con để nó đây nhà mẹ ngon hơn nhà con rồi kìa. Ngon nhà. Bữa nay đám giỗ nên là bà con tới đông vui cũng vui ha. Chị Loan thích không? Thích. Quá thích luôn cái gì nữa. Đó. Thái nhà cửa sạch sẽ, bữa thái nhà thờ bàn thờ trống quá, Mạnh Thường Quân thỉnh cái mẹ Quan Âm cho chị thờ. Mua lư hương luôn để đốt tối nó ấm cúng, lo lắng cỡ đó luôn á. Có phước lắm mới được vậy ha mở Út ha. Đúng rồi. Có phước mà không biết hưởng nha. Đó, không biết... Rồi giờ cứ chiều chiều rồi đốt nhang bà đó. Đốt nhang để cho bà của em á, tao phù hộ cho. Mạnh giỏi. Tới nhà mẹ em đây đẹp không con dễ. Anh xíu lên cho dùng cơm với tụi em luôn anh. Ok em, mà chắc anh về á, anh không ăn đâu, anh đi công việc nữa. Em mở nhỏ để em quay ra, để tí nữa mở to lại. Chú cứ lên nha mẹ. Dạ, anh chú cứ lên. Đó, nhà cửa đẹp quá trời mở quay. Đẹp quá. TV đẹp quá trời luôn. Lá cà bông nữa là đẹp xuất sắc luôn. Lá cà bông màu trắng đó. Nãy giờ coi
cái tuổi này coi nó thờ âm gì rồi thỉnh cho nó cái âm trên đó đó. Đi hả? Ừ, thỉnh đại trên đó đó, hoặc bà đưa lên đó cũng. Dạ. Ừ. Lên đó rồi đốt nhang cho ấm. Để như này. Không có cái hàng leo, không có hàng leo cao lắm. Không có cao đâu, bắt cái ghế đẳng đứng này là tẩy à. Thôi, trên là không biết thờ cái gì á. Nói chung là giờ thờ mẹ Quan Âm để cứu khổ cứu nạn cho chị đi. Đúng rồi. Mà sao người ta nói là đem cái mẹ Quan Âm ra đi 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 khai nhãn mà có ai đem đi khai nhãn đâu, tới chùa. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ bây giờ mua để đó. Mua để đó mình không khai nhãn. Dạ. Để bữa nào. Cái chỗ nghĩa địa hay bữa nào thì mở thì đem đi khai nhãn qua chùa. Hai chậm chở đi. Dạ. Khai nhãn về thờ. Khai nhãn tức là sao mà đem cho vô chùa ông trong chùa ông làm khai nhãn được. Dạ. Làm sao cũng đó. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Đây là cháu nội hả? Cháu nội của ông Bảo hả? Đó, bữa nay em lên mua bông cho chân cho đẹp. Đó, nhà cửa đây nè, mua ram, mua nệm rồi mua gói, mua bao đẹp đẽ sạch sẽ. Bữa con sơn lại luôn. Đồ treo cái đồ đó treo lên. Nó còn nhiều quá chị, không treo bớt đó. Mà ăn gì mà mua bún dữ không biết nữa đó. Chị mua hả? Không biết nữa. Tủ lạnh bỏ đá. Con mới thịt đó. Mà lăn cơm bên luôn mua đồ ăn cho mẹ rồi. Bữa nay hết đồ ăn rồi. Trời ơi. Còn đồ ăn gì? Ta có spam Mỹ rồi còn chưa ăn nè. Em con cho đồ của Mỹ với bộ. Cá khô nữa nè. Cá khô để ngăn đông đi. Con sợ bạn không có đồ ăn mua để dành. Có ăn đi từ từ hết rải nữa chứ để lâu cũng không ngon. À, quý vị ơi, em có bán thuốc xương khớp nè, trị tê chân rất là hay luôn nè, thoát vị địa đệm nè, rồi thoái hóa đốt sống cổ xương tay, rồi đau nhức xương khớp rất ok, 150.000 một hũ nha quý vị. Mọi người mua ủng hộ em nha, hàng của Singapore luôn à, chính hãng luôn nha mọi người.